Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, Công Phượng là ngôi sao bóng đá hàng đầu Việt Nam. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai này dù khá thành công trong màu áo đội tuyển, thế nhưng lại lận đận trong màu áo câu lạc bộ Phố Núi. Từ trước đến nay trong màu áo các cấp độ đội tuyển Việt Nam, Công Phượng cùng với các đồng đội đã gặt hái rất nhiều thành công lớn như Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết ASEAN 2018. Đó là tất cả những danh hiệu trong màu áo đội tuyển mà bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào cũng đều mong muốn có được. Thành công ở cấp độ đội tuyển là như vậy, thế nhưng Công Phượng không may mắn như những người đồng nghiệp ở đội tuyển như là Quang Hải hay Hùng Dũng. Hai cầu thủ của Hà Nội FC đã có trong bộ sưu tập danh hiệu của mình danh hiệu quả bóng vàng và chức vô địch V-League, còn Công Phượng thì không. Đội bóng Phố Núi luôn chật vật mãi trong cuộc đua trụ hạng mà chưa có bất kỳ mùa giải nào lọt vào top những đội đua vô địch kể từ khi lứa Công Phượng lên chơi V-League. Chính vì vậy, việc Công Phượng bị thua kém đồng đội về các danh hiệu là điều dễ hiểu dù cho đẳng cấp của anh không hề thua kém họ. Mùa giải 2020 vừa qua, dù chỉ thi đấu ở giai đoạn 1 V-League, cầu thủ người Nghệ An cũng ghi tận 6 bàn thắng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là chân sút nội tốt nhất ở V-League 2020. Nếu như không gặp chấn thương và thi đấu ở giai đoạn 2 thì Công Phượng nhiều khả năng sẽ còn bùng nổ hơn nữa. V-League 2020 hạ màn, Công Phượng nhận quyết định trở về Phố Núi để thi đấu V-League 2021. Ở mùa này thì đội bóng Phố Núi sẽ được dẫn dắt bởi vị huấn luyện viên người Thái là Kiatisak. Việc được dẫn dắt bởi vị huấn luyện viên cá tính, tài năng và đầy tham vọng như là Kiatisak thì đó cũng là điều đáng mừng với Công Phượng và các đồng đội. Thêm một điều đáng chú ý nữa, đây là mùa giải mà các cầu thủ khóa 1 Hoàng Anh Gia Lai hội tụ đầy đủ ở V-League nhất. Ngoại trừ V-League 2015 chính là mùa đầu tiên được chinh chiến ở đấu trường này. Hơn nữa, năm nay Công Phượng và các đồng đội đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Với phong độ đang lên cao, cộng với những yếu tố khách quan, Công Phượng ở mùa giải 2021 nhiều khả năng sẽ chơi bùng nổ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak. Năm nay thì danh hiệu quả bóng vàng có vẻ nằm xa ngoài tầm với của cầu thủ người Nghệ An. Nhưng ở mùa giải tới trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai đầy tham vọng thì cơ hội giành danh hiệu cá nhân của Công Phượng là rõ ràng có thể. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tặng quà cho Công Phượng khi quyết định miễn cho anh tập trung sớm cùng với các đồng đội để chuẩn bị cho V-League 2021. Theo như kế hoạch thì đội bóng Phố Núi tập trung vào ngày hôm qua mùng 4 tháng 12 để chuẩn bị cho mùa bóng 2021. Tất cả các tân binh và dàn cầu thủ ở đội 1 đều có mặt, riêng Công Phượng thì được phép vắng mặt không cần tập trung để có thêm thời gian ở bên người vợ mới cưới. Được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho nghỉ tập trung, Công Phượng chỉ phải tập trung ở đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo vào ngày mai mùng 6 tháng 12. Ở mùa giải năm ngoái, Công Phượng cùng với Văn Sơn và Đức Lương thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đội bóng Sài Thành, tiền đạo gốc Nghệ An thi đấu tuyệt hay và đóng góp tới 9 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 6 pha lập công ở tại V-League, trở thành chân sút nội tốt nhất của giải đấu dù anh nghỉ gần hết giai đoạn 2 của giải đấu vì chấn thương. Với việc anh Đức đã luống tuổi, Tiến Linh và Đức Trinh không có được phong độ tốt nhất trong thời gian vừa qua, Công Phượng được kỳ vọng sẽ là nhân vật chủ chốt ở trên hàng công của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 cũng như là AFF Cup 2021 vào năm tới và có cơ hội sở hữu quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Hiện tại sau 5 năm xuống núi, Công Phượng đang sở hữu cho riêng mình 95 pha lập công trên mọi đấu trường và ở cấp độ đội tuyển. Tiền đạo này đang hướng tới cột mốc 100 bàn thắng ở tuổi 26 vào năm tới. Một kỷ lục ghi bàn với một cầu thủ trẻ như Công Phượng. Thế nhưng nếu như so sánh với Văn Quyết ở thời điểm hiện tại, dù đình đám hơn rất nhiều về mặt hình ảnh, nhưng Công Phượng vẫn còn kém một phần so với cầu thủ đeo băng đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội. Thống kê cho thấy rằng Văn Quyết đang xếp thứ tư trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam và đứng thứ bảy ở trong danh sách những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam nhiều nhất. Với gần chục tiền đạo trong tổng số 37 cầu thủ được gọi ở lần này, gồm Văn Quyết, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Đức, Hồ Tuấn Tài, Tiến Linh, Văn Long và Hà Đức Trinh, huấn luyện viên Park Hang-seo không hề thiếu sự lựa chọn ở trên hàng công. Gọi lại Văn Quyết, có lẽ là huấn luyện viên Park Hang-seo đang tính đến phương án dùng hàng công với mũi đinh ba gồm có Văn Quyết, Quang Hải và Phan Văn Đức. Xét về phong độ hiện tại cũng như sự phù hợp thì có lẽ đây là lựa chọn tối ưu vào lúc này. Ở câu lạc bộ Hà Nội, Văn Quyết đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở trên sân tập. Ngoài tư cách là một tiền đạo, anh còn là một thủ lĩnh đích thực của đội bóng thủ đô. Không ai xứng đáng hơn anh để khoác chiếc áo số 10, chiếc áo có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt không chỉ với câu lạc bộ Hà Nội hay là đội tuyển quốc gia Việt Nam mà còn với bóng đá thế giới. Trước ngày bị huấn luyện viên Park Hang-seo gạt ra khỏi danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam, Văn Quyết đã từng đeo băng đội trưởng và khoác trên mình chiếc áo số 10, chiếc áo mà những tiền đạo lừng lẫy của bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Văn Quyến từng mang.
Chiếc áo ấy được chuyển lại cho Công Phượng ở Asian Cup 2019, giải đấu mà tiền đạo này đã ghi được 2 bàn thắng, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam góp mặt vào top 8 châu Á. Gần 2 năm sau ngày nhận được số áo mới, ngoài 2 bàn thắng ấy thì những gì mà Công Phượng thể hiện là chưa quá ấn tượng. Tiền đạo này không giành được suất đá chính ở đội tuyển quốc gia, sa sút tại câu lạc bộ và mang phong độ ấy lên đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam chơi cực hay ở tại vòng loại World Cup 2022, thế nhưng Công Phượng gần như là mất tích. Trong 5 trận đã đá thì cầu thủ số 10 này chỉ được một lần đá chính. Mùa giải V-League vừa qua, Công Phượng là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất, còn Văn Quyết lại là cầu thủ chơi xuất sắc nhất. Công Phượng xứng đáng với chiếc áo số 10 ở đội tuyển quốc gia Việt Nam mà anh đang là chủ nhân. Anh đang chơi tốt và không phải nhường số áo ấy cho bất kỳ ai cả. Thế nhưng Văn Quyết cũng xứng đáng chẳng kém với số áo vốn có ý nghĩa đặc biệt, được xem như là số áo của người dẫn dắt, của cầu thủ tấn công hay nhất, có vai trò quan trọng nhất ở trên hàng công như là anh đang thể hiện trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Ở một khía cạnh khác, số áo ấy từng là của Văn Quyết và anh xứng đáng hơn Công Phượng trong vai trò thủ lĩnh dẫn dắt hàng công đội tuyển Việt Nam. Ai sẽ mặc chiếc áo số 10 rồi sẽ có câu trả lời, nhưng câu trả lời ấy sẽ giải thích được việc huấn luyện viên Park Hang-seo gọi Văn Quyết lên đội tuyển để làm gì. Nếu như chiếc áo số 10 ấy vẫn được thầy Park ưu ái trao cho Công Phượng thì cùng đồng nghĩa với việc số 10 của câu lạc bộ Hà Nội được gọi lên, chẳng qua là vì anh quá xuất sắc ở mùa giải vừa qua. Và trong một năm mà đội tuyển Việt Nam phải căng mình như là năm sau thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không muốn mất đi phương án dự phòng như là Hữu Thắng từng làm với Anh Đức khi đã có Công Vinh và Công Phượng gần 4 năm về trước. Nhược bằng chiến lược gia người Hàn Quốc trao chiếc áo số 10 vào tay Văn Quyết cũng có nghĩa là ông Park thực tế đã ghi nhận những sự nỗ lực không biết mệt mỏi của anh, đồng thời khẳng định rõ rằng giữa họ không có bất kỳ vấn đề gì ngoài chuyên môn. Khi đó thì Văn Quyết sẽ thay Anh Đức làm chỗ dựa vững chắc cho thầy Park ở vị trí dẫn dắt hàng công đội tuyển Việt Nam. Sau AFF Cup 2018, việc lão tướng Anh Đức tuyên bố giã từ màu áo đội tuyển Việt Nam đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một chân sút thượng thặng cho đội nhà. Khó khăn đến mức mà chiến lược gia người Hàn Quốc đã từng phải động viên Anh Đức thi đấu trở lại để nhằm phục vụ đội tuyển Việt Nam như từng thấy ở trong bản danh sách tập trung hụt cách đây không lâu. Tuy nhiên, sau khi V-League 2020 hạ màn, cơn đau đầu với hàng công của huấn luyện viên Park Hang-seo dường như cũng khép lại khi sở hữu hàng loạt những sát thủ để cho tuyển Việt Nam dư giả sử dụng trong thời gian tới. Không tính Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn và Hà Đức Chinh, việc Văn Quyết, Phan Văn Đức đồng loạt trở lại cùng lúc là Phan Văn Long, Hồ Tuấn Tài đang có phong độ rất cao khiến cho hàng công của đội tuyển Việt Nam thêm chật trội. Chẳng những thế, tất cả những chân sút mới được ông thầy người Hàn Quốc gọi lên cho lần tập trung duy nhất trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam là vô cùng chất lượng khi có tổng số hơn 50 lần lập công ở cấp câu lạc bộ mùa vừa rồi. Quan trọng hơn là 7 trên số 8 chân sút đang nằm ở độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp để cho ông Park thoải mái sử dụng sau một thời gian dài khát tiền đạo ở đội tuyển Việt Nam. Lần tập trung duy nhất trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam tới đây được coi như là bài kiểm tra phong độ mà ông Park dành cho các học trò sau một thời gian dài không gặp gỡ. Kiểm tra phong độ không có nghĩa là sẽ nhẹ nhàng, trái lại tất cả cần phải tranh thủ cơ hội trong khoảng 3 tuần lễ tới để chứng tỏ bản thân trước chiến lược gia người Hàn Quốc mới mong có vé dự AFF Cup cùng với vòng loại World Cup 2022 vào năm sau. Cần tranh thủ bởi nên nhớ rằng là bước sang năm 2021, gần như đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo có rất ít thời gian cho việc rèn quân hay thử quân. Lần tập trung lần này chính là cơ hội duy nhất để ghi điểm với ông thầy người Hàn Quốc. Do vậy nên mức độ cạnh tranh vị trí ở trên hàng công là thực sự khốc liệt. Bởi ai cũng biết rằng ông Park không thể mang cả 8 tiền đạo để dự phòng ở tại World Cup 2022 hay là AFF Cup mà buộc phải gạch đi ít nhất là 4 cái tên trong danh sách này. Không chỉ ít chỗ, cuộc đua ở trên hàng công càng khốc liệt bởi xét trên những yếu tố như là bàn thắng, sự thích nghi, tầm quan trọng hay cả sự đa dạng, dường như là cả 8 chân sút ở đội tuyển Việt Nam vào lúc này tương đối đồng đều. Chẳng hạn như Hà Đức Chinh, Tiến Linh thì không quá đa năng nhưng lại rất cần cho vị trí trung phong cắm. Hoặc Văn Quyết không được ông Park yêu nhất nhưng đổi lại lại có kinh nghiệm lẫn đẳng cấp nhỉnh hơn đôi chút so với một số đàn em còn lại. Vì chất lượng và số lượng đông đảo như thế nên mới nói rằng không có ngoại lệ cho bất cứ tiền đạo nào nếu như bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình ở trong đợt tập trung tới đây, kể cả đó là Công Phượng, người được ông Park yêu nhất nếu như sao nhãng. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.